Cô xin chào các con. Chào mừng các con đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con học và trả lời câu hỏi bài tập trong bài Một mái nhà chung, chiếc giáo khoa tiếng Việt ta tập 2 bộ cánh diều, trang 81, 82 và 83. Đến với buổi học ngày hôm nay thì cô cho mình sẽ có cơ hội để tìm hiểu về sự kết nối của bản thân không chỉ với mọi người xung quanh mà còn với cả vạn vật xung quanh các con nữa. Đồng thời cũng trong chủ đề nói về một mái nhà chung thì cô trò ta còn đi tìm hiểu về sự kết nối của các quốc gia cũng như là thành viên các quốc gia trên thế giới với nhau đấy các con ạ. Chúng ta còn được học về các chủ đề liên quan đến môi trường, mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên để từ đó chúng ta biết chúng ta cần phải bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ môi trường nhiều hơn các con ạ. Thật là một chủ đề hấp dẫn phải không nào? Bên cạnh chủ đề và bài thơ Một mái nhà chung thì cô trò mình còn được đến với phần tự đọc sách báo. Tự đọc sách báo về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Và phần 3, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại cách viết hai chữ in hoa X và Y. Và thứ tư, nội dung cuối cùng đó chính là phần trao đổi tiết kiệm nước. Trong phần này, cô trò mình sẽ cùng nhau trao đổi những cách thức làm thế nào để chúng ta có thể tiết kiệm nước và vì sao việc tiết kiệm nước lại quan trọng các con nhé. Còn bây giờ, cô trò mình hãy cùng nhau chuyển sang bài đọc ngày hôm nay của chúng ta, Một mái nhà chung. Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần chia sẻ các con nhé. Và với phần chia sẻ này thì cô sẽ đưa ra cho con một trò chơi vô cùng hấp dẫn. Đó chính là trò chơi ô chữ. Ô chữ dưới đây bao gồm có 8 từ, gồm 7 từ đọc theo hàng ngang và 1 từ đọc theo hàng dọc. Các con hãy tìm ra những từ đó. 8 từ của chúng ta sẽ tương ứng với 8 bức tranh. Các con hãy tìm ra những từ tương ứng với những bức tranh mà cô đưa ra. Rồi sau đó, các con hãy hướng mắt vào ô chữ và tìm ra những từ ứng với bức tranh các con nhé. Đây là một yêu cầu đòi hỏi các con phải tinh mắt và khéo léo, nên các con hãy cố gắng thực hiện được yêu cầu này một cách tốt nhất nhé. Rồi, cô cảm ơn các con rất nhiều. Như vậy, với từ đầu tiên của chúng ta, các con có thể nhận ra được đây là từ gì hay không? À, rồi, cô cảm ơn. Đó chính là đất đai các con ạ. Vậy từ thứ hai, chúng ta có chính là môi trường. Thứ ba thì sao hả các con? À, hợp tác các con nhé. Thứ tư, đây chính là từ khóa hàng dọc của chúng ta, đó là trái đất. Thứ năm chúng ta có đó chính là bầu trời. Thứ sáu là kết đoàn. Thứ bảy chắc chắn đó là bức hình chỉ sự phát triển rồi. Và thứ tám chính là thi đua. Các con của cô giỏi quá. Như vậy là các con đã nhìn được những bức ảnh và nhìn hình đoán chữ rồi đấy. Trên đây chính là phần đáp án cụ thể cho từng bức hình của chúng ta. Rồi, vậy là cô trò mình đã vừa thực hiện xong một yêu cầu khởi động nho nhỏ trong phần chia sẻ phải không nào? Cô hy vọng rằng thông qua phần chia sẻ vừa rồi, các con đã có thể hình dung được về chủ đề ngày hôm nay mà cô trò chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, đó chính là một mái nhà chung. Rồi, cô trò mình hãy cùng nhau đến với bài đọc ngày thế nào các con? Trước hết, các con hãy lắng nghe cô đọc lại bài đọc. Một mái nhà chung. Mái nhà của chim, lợp nghìn lá biếc. Mái nhà của cá, sóng xanh dập dình. Mái nhà của dím, sâu trong lòng đất. Mái nhà của ốc, tròn vo bên mình. Mái nhà của em, nghiêng dàn ước tỏ. Mái nhà của bạn, hoa giấy lợp hồng. Mọi mái nhà riêng, có mái nhà chung là bầu trời xanh, xanh đến vô cùng. Mọi mái nhà riêng có mái nhà chung, rực rỡ vòm cao, bảy sắc cầu vồng. Bạn ơi ngước mắt lên trông. Bạn ơi hãy hát, hát câu cuối cùng. Một mái nhà chung,
một mái nhà chung theo định hải. Các con thân mến, vậy là các con đã vừa được lắng nghe cô đọc lại bài thơ Một mái nhà chung rồi. Các con cảm nhận được đây là một bài thơ như thế nào? Thật là một bài thơ nhiều hình ảnh hấp dẫn và giọng điệu cũng vô cùng vui tươi phải không nào các con? Vậy bây giờ, cô trò mình hãy cùng nhau đi giải nghĩa một số từ vựng khó xuất hiện trong văn bản các con nhé. Từ vựng khó đầu tiên đó chính là từ dím. Dím ở đây chính là cách gọi khác của con nhím đấy các con ạ. Nghe cách đọc là dím, thật là dễ thương phải không nào các con? Vậy còn gấc thì sao? Cô tin rằng là đã có nhiều bạn nhỏ từng biết đến trái gấc rồi. Gấc là một loại cây leo, quả có nhiều gai, lúc chín, ruột đỏ, thường dùng để trộn với gạo nếp để thổi xôi. Nếu nghe đến xôi gấc thì chắc hẳn là bạn nào cũng đã từng nghe đến rồi đúng không? Và để làm được xôi gấc, chúng ta chắc chắn là phải cần đến quả gấc rồi các con ạ. Vậy là cô đã vừa giới thiệu với các con những từ vựng khó xuất hiện trong văn bản rồi. Còn bây giờ, cô trò mình sẽ cùng nhau đi luyện tập đọc toàn bộ văn bản Một mái nhà chung các con nhé. Trên đây chính là những lưu ý cô dành ra cho con. Lưu ý đầu tiên, các con cần phải đọc to, rõ ràng và mạch lạc toàn bộ văn bản. Lưu ý thứ hai, các con cần phải nghỉ hơi đúng giữa các đoạn thơ. Và điểm quan trọng cuối cùng, các con cần phải thể hiện được giọng điệu vui tươi của bạn nhỏ khi kể về cuộc sống xung quanh. Cô hy vọng với những lưu ý mà cô vừa đưa ra cho con thì các con có thể hình dung được về việc mà chúng ta sẽ luyện tập đọc như thế nào các con nhé. Bây giờ, cô trò mình hãy cùng nhau đến với phần luyện đọc bài thơ Một mái nhà chung. Trước hết, các con hãy dành ra cho mình một khoảng thời gian để tự mình luyện đọc ba khổ thơ đầu tiên trong bài Một mái nhà chung nhé. Thời gian dành cho con đã kết thúc rồi. Các con hãy lắng nghe cô đọc lại ba khổ thơ đầu tiên trong bài Một mái nhà chung để cùng nhau kiểm tra xem các con đã hấp đúng cũng như là hấp dẫn người nghe hay chưa nhé. Mái nhà của chim lợp nhìn lá biếc, mái nhà của cá sóng xanh dập dình, mái nhà của dím sâu trong lòng đất, mái nhà của ốc tròn vo bên mình, mái nhà của em nhưng già nứt đỏ, mái nhà của bạn hoa giấy lợp hồng. Rồi, cô cảm ơn các con. Chúng ta hãy cùng nhau chuyển tiếp sang phần luyện đọc ba khổ thơ sau các con nhé. Với phần luyện đọc ba khổ thơ sau này, cô hy vọng các con sẽ tiếp tục cố gắng luyện tập để có thể cải thiện hơn trong việc luyện đọc các con nhé. Rồi, cô cảm ơn các con rất nhiều. Vậy là cô thấy các con của cô đã có sự tiến bộ hơn trong phần luyện đọc rồi đấy. Các con hãy lắng nghe cô đọc lại ba khổ thơ cuối cùng các con nhé. Mọi mái nhà riêng có mái nhà chung là bầu trời xanh, xanh đến vô cùng. Mọi mái nhà riêng có mái nhà chung rực rỡ vòm cao, bảy sắc cầu vồng. Bạn ơi ngước mắt lên trông. Bạn ơi hãy hát, hát câu cuối cùng. Một mái nhà chung, một mái nhà chung. Cô chúc mừng các con đã hoàn thành xong phần luyện đọc bài thơ Một mái nhà chung. Còn chần chờ gì nữa, sao cô trò mình không cùng nhau đến với phần đọc hiểu văn bản ngay thôi nào? Nội dung đầu tiên mà cô cần các con phải tìm hiểu trong phần đọc hiểu văn bản đó chính là một mái nhà riêng. Vậy thì theo con, những mái nhà riêng mà nhắc đến trong bài thơ đó là những mái nhà nào? Rồi, các con nếu mà vẫn chưa nghĩ ra thì các con hoàn toàn có thể ngước mắt lên màn hình. Chúng ta có thể thấy được, đó là mái nhà của chim này đúng không nào? Chúng ta có cả mái nhà của cá, của bạn dím, bạn ốc và của cả chúng ta nữa phải không nào? Rồi, cô cảm ơn các con rất nhiều
chúng ta hãy cùng nhau chuyển tiếp sang phần câu hỏi thứ hai liên quan đến một mái nhà chung. Theo con, mái nhà chung của muôn loài đó là mái nhà chung nào? Rồi, chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra được trong bài thơ phải không nào các con? Mái nhà chung của muôn loài chính là bầu trời xanh. Mặc dù cô trò chúng ta, mỗi người đều có một mái nhà riêng, thế nhưng chúng ta vẫn chung nhau vòng trời phải không nào? Và cũng trong câu hỏi tìm hiểu về một mái nhà chung, các con hãy chia sẻ cho cô biết các con yêu thích những hình ảnh nào xuất hiện trong bài thơ nhé. Vì sao các con lại yêu thích những hình ảnh đấy vậy? Rất nhanh chóng, cô đã nhận được rất nhiều những phần chia sẻ đến từ phía con. Và trong đó, có một bạn học sinh đã chia sẻ với cô rằng em rất thích hình ảnh mọi mái nhà riêng, có mái nhà chung, rực rỡ vòm cao, bảy sắc cầu vồng. Sở dĩ em rất thích hình ảnh này là bởi vì hình ảnh này đã nói lên được sự đoàn kết của muôn vật và cả con người nữa. Dẫu mọi người đều có một mái nhà riêng của mình, thế nhưng họ vẫn đều chung nhau một vòng trời xanh ngát. Rồi cô cảm ơn con, đây là một phần đều cảm nhận rất chân thành đến từ phía con đấy. Cô cũng hy vọng có thể đọc được nhiều hơn nữa những phần chia sẻ những hình ảnh mà con yêu thích hoặc tâm đắc trong bài thơ này. Còn bây giờ, sau khi đã thực hiện xong phần đọc hiểu văn bản rồi, thì cô trò mình hãy đến với phần luyện tập các con nhé. Yêu cầu đầu tiên mà cô dành ra cho con trong phần luyện tập đó là các con hãy xếp những từ ngữ sau vào các nhóm thích hợp dưới đây. Chúng ta có 3 nhóm: nhóm các loài trên trái đất, nhóm môi trường sống và nhóm những việc cần làm vì môi trường. Trên đây chính là những từ ngữ của chúng ta. Các con hãy lựa chọn và xếp chúng vào 3 nhóm dưới đây các con nhé. Thời gian dành cho con làm bài bắt đầu. Rồi, cô cảm ơn các con. Chúng ta có thể nhận ra được với các loài trên trái đất, chúng ta xếp đó là người này, chim và cá. Chính xác rồi các con ạ. Vậy còn với môi trường sống thì sao? Chúng ta có những môi trường sống nào? Rồi, chúng ta có các môi trường sống đó là không khí này, nước, bầu trời và mặt đất. Vậy những việc cần làm vì môi trường thì sao? Những việc cần làm vì môi trường đó có thể là tiết kiệm nước này, bảo vệ môi trường, giảm khí thải, tiết kiệm điện cũng như là giữ gìn nguồn nước nữa các con nhé. Rồi, cô hy vọng rằng với phần chữa bài trên, các con có thể hình dung và phân loại được đúng từ vào các nhóm. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau chuyển tiếp sang yêu cầu thứ hai, đó là yêu cầu đặt câu nhé. Dựa vào những từ ngữ thuộc nhóm C trong bài tập trên, nhóm C tức là nhóm gì vậy các con nhỉ? À, đó là nhóm những việc cần làm vì môi trường. Các con đã thực hiện đặt câu với một từ ngữ thuộc nhóm đó. Vậy các con sẽ lựa chọn từ nào trong nhóm C? Cô cảm ơn các con. Ở đây có bạn học sinh đã lựa chọn sử dụng từ bảo vệ môi trường và có bạn lại lựa chọn đó là sử dụng từ ngữ tiết kiệm nước. Và với hai phần lựa chọn đó, các bạn của chúng ta cũng đã biết đặt đúng câu. Ví dụ như với từ bảo vệ môi trường thì bạn nhỏ của chúng ta đặt câu là bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Và với từ tiết kiệm nước thì có bạn nhỏ của chúng ta đặt câu là hãy sử dụng tiết kiệm nước, tiết kiệm điện để góp phần bảo vệ môi trường. Rồi, cô cảm ơn các con rất nhiều. Vậy là các con đã hoàn thành xong được hai yêu cầu đầu tiên trong phần luyện tập rồi đấy. Bây giờ, khi đã hoàn thành xong toàn bộ phần luyện tập
bạn đọc hiểu văn bản rồi, cô trò mình hãy cùng nhau đến với phần tiếp theo, đó chính là phần tự đọc sách báo nhé. Với phần tự đọc sách báo này, cô trò mình sẽ cùng nhau bàn luận về những câu chuyện, bài thơ, câu chuyện hoặc bài văn cung cấp thông tin về trái đất hoặc về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Các con có biết những văn bản nào nói về trái đất hoặc về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên hay không? Nếu các con vẫn chưa biết được những văn bản nào thì cô sẽ giới thiệu với các con một số những ngữ liệu các con nhé. Văn bản đầu tiên mà cô muốn giới thiệu đó chính là câu chuyện Trái đất và trái nước. Đây là một câu chuyện vô cùng hấp dẫn nên các con có thể tự tìm hiểu thêm các con nhé. Bài thơ thứ hai mà cô muốn giới thiệu với các con đó chính là bài thơ Bài ca về trái đất. Và bài thơ này đã từng được phổ nhạc đấy các con ạ. Các con đã bao giờ nghe thấy bài thơ này hay là nghe thấy bài hát Bài ca về trái đất hay chưa nào? Cô tin rằng những bạn nhỏ hay hát đã từng nghe thấy bài hát Bài ca về trái đất rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ biết được những câu quen thuộc như là: Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi, cánh chim gù thương mến, hải âu ơi, cánh chim vờn trên sóng. Cùng bay nào, cho trái đất quay. Cùng bay nào, cho trái đất quay. Rồi, cô cảm ơn các con. Cô hy vọng rằng với phần gợi ý trên, các con có thể hình dung được những văn bản mà chúng ta sẽ sử dụng làm ngữ liệu để tìm hiểu trong phần tự đọc sách báo. Sau một khoảng thời gian lựa chọn và thực hiện đọc sách, thì cô đã thấy được có một bạn nhỏ của chúng ta xung phong gửi bài về cho cô để có thể mong có được những nhận xét. Và bạn nhỏ của chúng ta đã lựa chọn bài thơ, đó là Bài ca về trái đất. Về nội dung chính, bạn nhỏ của chúng ta có chia sẻ rằng bài thơ Bài ca về trái đất đã thể hiện được vẻ đẹp của trái đất và trách nhiệm của mỗi chúng ta để giữ gìn bình yên cho trái đất này. Rồi, vậy còn về câu thơ mà em yêu thích thì bạn nhỏ của chúng ta đã chia sẻ rằng những câu thơ mà em yêu thích là: Tiếng hát vui giữ bình yên trái đất, tiếng cười gian cho trái đất không già. Hành tinh này là của chúng ta, hành tinh này là của chúng ta. Còn về mặt cảm nghĩ thì sao? Bạn nhỏ của chúng ta đã chia sẻ rất thật lòng rằng: Em rất thích bài thơ này bởi vì bài thơ không chỉ cho em thấy được vẻ đẹp của trái đất mà còn kêu gọi mọi người hãy sống vì hòa bình, đoàn kết chống chiến tranh, bảo vệ cuộc sống bình yên và quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Bởi những lẽ trên mà có lẽ bài ca về trái đất cho đến tận bây giờ vẫn còn vẹn nguyên những thông điệp đầy nhân văn và giá trị của nó các con ạ. Cô rất vui khi con đã thực hiện một cách thành công về đọc sách trong tuần này của chúng ta, cũng như đã đưa được ra được những cảm xúc của bản thân liên quan đến bài thơ ấy. Và bây giờ, cô chờ mình sau khi thực hiện xong phần viết đọc sách rồi thì hãy chuyển tiếp sang nội dung viết các con nhé. Đầu tiên, như mọi lần thì các con cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập thì chúng ta mới có thể luyện viết được phải không nào các con? Từ bút máy, vở, bút chì cho đến tẩy. Các con cũng cần phải chú ý tư thế viết bài nữa nhé, bởi vì có nhiều bạn học sinh cũng chưa chú ý tư thế viết bài của mình đâu, bởi vậy mà dẫn đến tình trạng cuộc sống bị cong vẹo và lệch các con ạ. Các con cần phải ngồi thẳng lưng và đặt mắt cách xa vở ít nhất khoảng từ 30cm các con nhé. Rồi, nếu các con đã nắm chắc được những lưu ý mà cô vừa đưa ra thì chúng ta hãy cùng nhau đến với phần luyện viết chữ in hoa X và Y. Trên đây chính là chữ in hoa X của chúng ta. Mặc dù chỉ có một nét duy nhất thôi, nhưng chữ in hoa X cũng tương đối phức tạp phải không nào các con? Chữ in hoa X của chúng ta bao gồm có một nét duy nhất, đó là nét móc ở hai đầu, móc trái, móc phải và một nét thẳng xiên. Để giúp con hình dung hơn, cô sẽ đưa ra video các con nhé. Đầu tiên đó chính là nét móc hai đầu trái.
sau đó bây giờ chúng ta đến nét thẳng xiên. Nét thẳng xiên xong rồi, chúng ta sẽ đến với cả nét móc hai đầu phải. Móc vào nào. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong việc viết chữ in họa x. Không khó như chúng ta nghĩ phải không nào con? Bây giờ các con hãy hướng mắt lên màn hình, suy ngẫm và hãy thực hiện lại việc viết chữ in họa x các con nhé. Đây là cơ hội để các con có thể viết được đấy. Rồi, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thiện xong việc luyện viết chữ in hoa x rồi đấy các con ạ. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chuyển tiếp sang chữ in hoa y các con nhé. Chữ in hoa y của chúng ta lại cần đến hai nét cơ các con ạ. Đó là nét móc hai đầu và nét khuyết ngược các con ạ. Các con đã đủ hình dung về chữ in hoa y khi mà nhìn hình ảnh cô trình chiếu hay chưa nào? Nếu con vẫn chưa hình dung ra được cách viết thì hãy theo dõi vào video dưới đây các con nhé. Chữ in hoa y của chúng ta bao gồm hai nét, nét móc hai đầu và nét khuyết ngược. Bây giờ là nét khuyết ngược nè các con ạ. Các con hãy chú ý theo dõi các con nhé. Rồi, cô cảm ơn các con. Vậy là các con đã vừa thực hiện xong việc luyện viết chữ in hoa y rồi đấy. Còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không mau đến với phần tự ứng dụng và câu ứng dụng ngay thôi nào. Sau khi đã thực hiện xong phần luyện viết hai chữ in hoa x và y thì cô cho mình hãy cùng nhau đến với phần ứng dụng các con nhé. Và đầu tiên, cô cho mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về từ ứng dụng ngày hôm nay của chúng ta. Đó chính là ý yên các con ạ. Ý yên đã bao giờ các con nghe địa danh này chưa? Đây là một huyện nằm ở phía tây tỉnh Nam Định. Ở Ý Yên có các con sông là con sông Đáy, sông Đào hay có tên gọi khác là sông Nam Định và sông Chanh. Và Ý Yên vốn là một trong những huyện đặc biệt ở tỉnh Nam Định khi sở hữu cho mình rất nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Đó có thể kể tên là làng nghề điêu khắc gỗ Lũ Phong, làng nghề đan nón Lạc Sơn hay là làng nghề nấu rượu làng Đuổi các con ạ. Như vậy, Ý Yên là một trong những địa danh mà cô nghĩ rằng các con cũng nên thử đến tham quan một lần đấy các con ạ. Và để các con có thể viết được từ ứng dụng Ý Yên một cách chính xác thì cô sẽ đưa ra cho các con những gợi ý các con nhé. Lưu ý đầu tiên, các con cần phải viết hoa, chữ cái, y dài ở đầu mỗi tiếng Ý và Yên. Bên cạnh đó, các con cũng cần phải chú ý đến độ cao. Với những chữ cái in hoa, các con sẽ viết cao 2 ô ly rưỡi. Còn với những chữ cái viết thường, các con chỉ viết cao có 1 ô ly thôi nhé. Khoảng cách giữa các tiếng là 1 ô ly. Cô hy vọng rằng với những gợi ý mà cô vừa đưa ra cho con thì các con có thể viết được tốt phần tự ứng dụng của chúng ta. Thời gian dành cho con viết tự ứng dụng bắt đầu. Rồi, cô cảm ơn các con rất nhiều. Vậy là các con đã vừa hoàn thiện xong phần luyện viết từ ứng dụng rồi đấy. Vậy còn câu ứng dụng thì sao hả con? Câu ứng dụng ngày hôm nay của chúng ta chính là hai câu thơ đến từ một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bao các con ạ. Xuân tươi sắc hoa đào, hè về sen tỏa ngát. Thật là những câu thơ ấn tượng phải không nào các con? Vậy con cảm nhận như thế nào về những dòng thơ này? Xuân, rồi hè. Các con cảm nhận được bức tranh mùa xuân và mùa hè trong những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bao hiện lên như thế nào? Thank you.
rồi, cô cảm ơn. Cô đã thấy có những bạn nhỏ xung phong trả lời câu hỏi này rồi đấy. Các bạn chia sẻ với cô rằng là những câu thơ đã nói lên được những vẻ đẹp đặc trưng của từng mùa một. Xuân thì chúng ta có hoa đào và hè thì có sen. Bên cạnh đó, việc nhà thơ của chúng ta sử dụng những tính từ ví dụ như là tươi sắc hay là những động từ tỏa ngát hương thơm đã khiến cho những sắc màu, những loài hoa đặc trưng cho từng mùa trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Xuân chúng ta có hoa đào, hè chúng ta có hoa sen, và dù là ở mùa mang nào, loại hoa nào đi chăng nữa thì chúng đều tỏa hương, tỏa sắc tuyệt vời các con ạ. Rồi, cô cảm ơn các con rất nhiều. Bây giờ, cô trò mình hãy cùng nhau thực hiện viết hai câu thơ trích trong bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bao các con nhé. Để các con có thể viết được tốt, cô cũng sẽ đưa ra cho con những gợi dẫn quan trọng. Ở đầu mỗi câu thơ, các con cần phải viết hoa những chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng. Đó là tiếng xuân và tiếng hè. Với tiếng xuân, các con sẽ viết in hoa chữ cái X, và với tiếng hè, các con sẽ viết in hoa chữ cái H. Rồi, tiếp tục, bởi vì đây là hai câu thơ của chúng ta phải không nào các con? Nên các con cũng cần phải chú ý đến dấu chấm hết nữa các con ạ. Rồi, cô cảm ơn các con rất nhiều. Cô hy vọng rằng với phần gợi dẫn trên mà cô vừa đưa ra cho con, thì các con có thể hình dung được cách viết câu ứng dụng như thế nào sao cho phù hợp các con nhé. Thời gian dành cho con đã kết thúc rồi các con ạ. Cô hy vọng rằng thông qua các phần luyện tập viết trên thì các con đều đã tiến bộ hơn nhiều. Còn bây giờ, cô chào mình hãy cùng nhau đến với nội dung cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Đó chính là phần trao đổi về vấn đề tiết kiệm nước các con ạ. Nước là một trong những nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng trên đất nước ta phải không nào các con? Thế nhưng, thực tế đã cho thấy rằng con người hiện đang có rất nhiều những hành động gây ô nhiễm môi trường nước cũng như là chưa tiết kiệm nguồn nước các con ạ. Bởi vì 3/4 địa hình trên trái đất của chúng ta đó là nước mặn chứ không phải là nước ngọt các con ạ. Nước mặn thì nhiều nhưng nước ngọt để sử dụng lại vô cùng khan hiếm các con ạ. Vậy nên chúng ta sẽ phải làm thế nào để có thể tiết kiệm được nguồn nước hả các con? Bởi vậy mà, trong buổi trao đổi ngày hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm ra những cách thức làm như thế nào để chúng ta có thể tiết kiệm được nước các con nhé. Trong phần này, các con sẽ thực hiện các yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên, nghe và nói lại các thông tin. Yêu cầu thứ hai, theo con thì trung bình một người cần bao nhiêu lít nước mỗi ngày. Yêu cầu thứ ba là sau bao nhiêu năm nữa thì nhân loại sẽ rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Đây là một phần nghe, thế nên là với phần nghe này, cô và các con sẽ thực hiện ở trên lớp các con nhé. Các con hãy lắng nghe và lọc ra những thông tin liên quan đến các yêu cầu mà cô vừa đưa ra cho con. Bây giờ, chúng mẹ cùng nhau chuyển tiếp sang những câu hỏi trao đổi cụ thể hơn về vấn đề tiết kiệm nước. Theo con, vì sao chúng ta phải tiết kiệm nước vậy? Về trả lời được ý này thì trước đó cô đã từng gợi ý cho con rồi phải không nào? Bởi vì trên hành tinh của chúng ta 3/4 đều là nước, nhưng đó lại là nước mặn chứ không phải nước ngọt. Nước ngọt của chúng ta vô cùng khan hiếm các con ạ. Bởi vậy mà chúng ta cần phải tiết kiệm nước để chúng ta còn có nước mà sinh hoạt và sử dụng phải không nào các con? Thứ hai, đó là môi trường nước đang ngày một bị đe dọa và ô nhiễm. Đặc biệt là bởi những thói quen sinh hoạt của con người xả thải rác ra những nơi có chứa nước công cộng hoặc là những nguồn nước. Ví dụ như ao, hồ, sông, suối. Bởi vậy mà chúng ta cần phải tiết kiệm nước và giữ gìn nguồn nước một cách tốt nhất có thể các con ạ. Vậy thì
Đối với câu hỏi thứ hai thì sao? Các con đã tiết kiệm nước như thế nào? Cô tin rằng mỗi bạn nhỏ của chúng ta đều sẽ đưa ra được cho mình những cách thức để tiết kiệm nước khác nhau. Có bạn nhỏ thì tận dụng nước vo gạo dùng để tưới cây, có bạn nhỏ thì luôn luôn ý thức khóa vòi nước sau khi mỗi lần rửa tay hoặc tắm rửa. Có những bạn nhỏ còn biết tận dụng nước mưa nữa các con ạ, để có thể sử dụng để tưới tiêu. Như vậy là cô hy vọng có thể nhận được nhiều hơn nữa những phần chia sẻ đến từ phía con về việc các con đã thực hiện các hành động tiết kiệm nước ra sao. Nước vô cùng khan hiếm, bởi vậy mà chúng ta cần phải có ý thức tiết kiệm nước các con ạ. Trong mỗi hành động nhỏ bé của chúng ta hàng ngày, ví dụ như tắt vòi nước sau khi sử dụng hay là tắm rửa với một lượng nước vừa phải, cũng chính là chúng ta đang góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm nước đấy các con ạ. Đây là một chủ đề vô cùng thú vị phải không nào? Thế nên cô hy vọng rằng sau khi học xong buổi học ngày hôm nay, các con có thể đưa ra cho mình những kế hoạch hành động làm thế nào để tiết kiệm nước các con nhé. Vậy là cô và các con đã vừa học xong bài Một mái nhà chung, chiếc giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 bộ cánh diều. Các con hãy truy cập vào trang lời giải hay để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các con học tốt và hẹn gặp lại các con trong các video bài giảng tiếp theo.